Okay, this is super creepy. Branch going like crazy. No wind, nothing else is moving. Đi rừng phát hiện cây lạ tự nhảy múa dù trời đứng gió. Cộng đồng mạng khuyên tuyệt đối không chạm vào vì cực kỳ tâm linh. Trong chuyến dã ngoại vào rừng sâu, người đàn ông cùng vợ đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ tâm linh. Họ phát hiện một cái cây đang đung đưa lắc lư rất nhanh dù không có ai chạm vào. Mới đầu còn tưởng là do gió thổi nhưng không gian xung quanh đều im ắng, trời hoàn toàn đứng gió. Hơn nữa rất nhiều cây gần đó lại không nhảy múa như vậy. Đi tiếp một đoạn, họ lại thấy một cây lạ có khả năng tự đung đưa mạnh giống như đang nhảy múa. Khá kinh ngạc với những gì đang xảy ra trước mắt, người đàn ông nhanh chóng chia sẻ đoạn video này lên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến. Trong số đó, khá nhiều người can ngăn anh ta không được chạm vào dù có tò mò đi chăng nữa bởi hậu quả sẽ rất đáng sợ. Bởi đây là hiện tượng bẫy thiên thần với mục đích là bắt các linh hồn ma. Nếu chạm vào nó, các linh hồn này sẽ đi theo để hại người. Một số khác lại cho rằng có một số loài cây độc lạ biết nhảy múa như vậy, có tên gọi khác là cây khiêu vũ, là loại cây bụi đứng, phân nhánh. Khi có âm thanh, những chiếc lá của cây sẽ tự chuyển động, có thể quan sát bằng mắt thường dù không có gió. Khả năng này xảy ra do phản ứng với ánh sáng kèm âm thanh, cây sẽ di chuyển theo hướng mặt trời, hoặc nó chuyển động bắt chước điệu bộ của loài bướm để ngăn chặn sâu bọ đẻ trứng trên lá cây. Còn bạn, bạn sẽ làm gì nếu gặp cảnh tượng này? Hãy chia sẻ ý kiến bên dưới cho tin Việt độc lạ biết với nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này và đồng hành cùng với kênh. Nếu chưa subscribe thì hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm những video mới nhất nhé.